tiền tiền hạt à? Đây ạ. Đây quê quê. Quê này nghe cũng có vẻ ấy đó. Có tương lai. Chân chiếc thế nào? À, con nét đấy. Bay ở đây. Chả thấy chủ đâu, chả thấy bán. Kệ thôi, xem đi đâu. Khi muốn hỏi giá cả thì là khó. Hôm nay chắc bằng nửa tiền con em ấy. Con bé bé cũng thật. Ngũ sắc cũng xếp tiếp. Mày như lực con. Đang cho bài nói yên chứ. Kiểu ông nghĩ mình quay phim mình không mua thì phải. Bao nhiêu? 2 đồng 2 2 200 triệu. Cái ngọn bị cái này này. Là đẹp đấy. Hơi lệch tí. Nếu mà bây giờ cái này là phải mua cái chậu như thế này à? Không, mua cái chậu để nó đua vừa cái tán này này. Gốc này phải đẩy ở sau. Vâng, cho nó làng. Đi lại dây mặt này. Suy nghĩ đã. chắc hơn củ của bạn. Nhà cũng dần dần không. À đây. Có vẫn của ông không chứ anh? Tiếc là bị cháy. Tiếc là bị cháy. Yeah.
lá thì rất đẹp, tiếc là bị cháy cái ngọn này bị cháy. Anh à? Tâm hay đi xin tâm để biết. Sao anh? Đọc luôn nhưng đừng có nói chuyện. Đâu à? Đây. À, nhà này. Cái độ kia thì không thể mời, không thể nói. Đây. Cái hàng này này, mấy hàng độc này. Xấu xấu rồi mấy chục. Đặng xấu xấu với 500 anh ơi. Không thể mời. À không, nó bị đổ luôn. Xếp về xếp dễ rồi. Chờ em lớn thôi, 4 triệu. Em nói thì anh, con anh riêng thì dựng nhà anh mà đi tìm là cái trực quanh mình một miệt. Thằng đây cũng rất hay. Nhiều khi có tiền tẩy, có phương trạm, không có giờ thành giờ thành hiển nhai rồi. Hiển nhai á? Hiển nhai. Đấy, đi chơi vòng đã, xong rồi quay lại. Có đến tận nơi là biết rồi. Mà tiền nó ít chứ phải nhiều đâu. Mua nhà mà đéo tận nhà. 3 triệu. Về cho ông chơi xong đôn nha. Về thích cái nào cho một đôn nữa. Tặng đôn này đúng giá luôn. Mà thích cái này bán bao cái này. Cái này 2 triệu quá. Nhưng mà chưa biết ai để lấy cái này. Tuấn này. Tuấn này à? Tuấn không thích sành mới đâu. Nhưng mà hôm vào là mua theo cháu thôi. Thế bảo mình tìm mua ở đây nhé. Anh vào đây. Hai cái bao không đây. Bao nóng đây. Bao nóng đây. Ôi. Mày kêu một mai cái nội nghiệp mà đau quá bốc. Tao thanh bỏ cái rồi, cho về cái này thì lấy tao bán cái thám đời rồi. Đâu không nào? Tao trắng đây, trẻ ở đây là tính được cái này. À. Hai thằng ở Vui Cá, một thằng ở bên Đông Anh. Ôi. Ôi cây đấy thì nhiều người hỏi lắm. Ai hỏi? Cổng cổ quá. Cái cổng không nói mấy cây hiếm. Nếu cổ thì có keo. Có keo 3 thì đúng ra. Ổi này thì to quá, chưa chơi được. Điền tuế, chỉ tiếc. Xanh này hay đấy. Xanh hay. Chúng ta dặn chơi, tất cả những cái đẹp ở đời đi. Không thích khách bỏ. Lúc đầu nhìn thấy cái ổi hoành tráng nhưng mà chưa chơi được. Chú có mấy cái xanh như này chú. Chưa chơi được. Ơi. À mẹ. Đấy cái sung này của ông nào nhỉ chú nhỉ? Đây thì xa tí. Đẹp quá. Đẹp quá. Nó trở nên nặng đấy. Trở nên nặng. Nó trở luôn. Đẹp nha. Sung. Chả biết chủ đâu nè. Sung không biết ông nào. Chả biết của ông nào cũng hay ho phết. Sumo đấy.
làm một cây khó kìa. Nhưng mà cây này thì được một quả không? Quả rồi chứ quả nhiều ấy chứ. Cây của ai? Đúng không ạ? Toàn cắt giật, toàn là cắt giật. À cái bắt tân này lấy rồi à? Ngồi ở đấy đấy lấy sớm quá. À, có người bán chưa? À, bán cho tân rồi. Từ muốn ngọt nhỉ? Bạn cục không nói một tay cành nó toàn cắt giật. Ông thử hỏi cho em bao nhiêu cái này? Chắc phải tầm mấy chục. Chắc phải tầm mấy chục. Anh lấy cái này ra. Đẹp quá nhỉ? Bao nhiêu cái này? Quái nào không bao giờ nhanh được bằng anh Tân ở đây rồi. Có mụn nhọt kinh thật. Cái quan trọng cái mụn nhọt không nói nhưng mà cái tay làm đều như tỷ lệ tay cành với lại cái cắt giật chia bông chứ không có vẽ viết cái gì cả. Cắt giật chia bông này mà rất rụt rịt. Thế thằng nào là ôi đấy em bảo anh là không bao giờ nhanh được vào một tân nếu cây đẹp ở đây. Làm chơi đi. Làm chơi. Rất chịu chơi đấy. Chi tiền rất mạnh. Miễn là cây đẹp. Mẹ, em thích cây này từ vừa nãy rồi nhưng mà không có cửa. Bao nhiêu tiền lấy cây này? 30 triệu. Ôi trời. Bình thường đấy, không khiếp đâu. Biết giá trị thì bình thường. Theo em thì bao nhiêu thì mới mua được? Hôm nay á? Hai ngày ba. 20 triệu. Chắc phải hai mấy giờ. Chắc phải hơn 20. Hôm nay ông bán, hôm nay ông bán nó cũng chảnh. Bây giờ phải được giá nó ra. Đây là tân. Tất nhiên là bình thường có người mua của người ta. À mua người ta thì có thể là rất thấp. Có thể tầm hơn chục. Thế là dạng mà nó mù lưu nào mình cứ nghỉ từ... Ui thế mình nghỉ sớm thế em mới bảo anh nghỉ sớm. Nhiều khi thôi, nhưng mà rất ít khi gặp chứ. Các bạn có mua cây rồi, mua cây không được vội vã. Cây cỏ lão tiên lâu dài. Bởi mình không thể theo được mấy cái ông ở chợ. Cái ông làm nghề mà đấy, ra thì sớm không biết cây lúc nào lên. Cây đẹp không này. Và tâm sẵn sàng cũng chịu chi luôn để ông ý. Ba chục. Đấy. Vào tay của người khó ra thì khó lắm. Thèm đấy, nói chung thèm khác đấy. Thèm khác của những người chơi sung đấy. Hoàn toàn là cắt giật đấy anh. Ừ. Tay cành rất ngắn, rất